Nguyên mến chào quý vị đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Thật vui khi chúng ta lại được đồng hành cùng nhau để chia sẻ những thông tin hữu ích về sức khỏe. Nội dung kỳ này của chương trình sẽ là huyết khối do suy giãn tĩnh mạch nguy hiểm như thế nào và giải pháp phòng ngừa hiệu quả. Thưa quý vị, ngay lúc này nếu chúng ta có những câu hỏi hay thắc mắc nào, có thể liên hệ với số hotline của chương trình để được giải đáp. Xin được cảm ơn nhãn hàng Boniven của công ty trách nhiệm hữu hạn Botania đã đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị thân mến, bệnh suy giãn tĩnh mạch là một căn bệnh có tỷ lệ mắc cao nhất trong các bệnh về tim mạch. Bên cạnh đó thì số lượng người dân biết về căn bệnh này lại còn hạn chế. Theo thống kê của Bộ Y tế cho thấy rằng là có đến 92,5% người dân không biết suy giãn tĩnh mạch là gì. Và điều này dẫn đến việc là bệnh không được phát hiện và điều trị kịp thời và bệnh nhân sẽ phải đối mặt với những biến chứng nguy hiểm. Một trong những biến chứng cực kỳ nguy hiểm của bệnh suy giãn tĩnh mạch chính là huyết khối tĩnh mạch. Vậy cụ thể thì biến chứng này nguy hiểm như thế nào và giải pháp nào để phòng ngừa bệnh hiệu quả? Mời quý vị sẽ cùng đến với phần trao đổi từ chuyên gia ngày hôm nay. Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Yến Loan, nguyên giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ. Chào Quyên Quyên. Xin kính chào quý vị khán giả. Và một vị khách mời cũng đồng hành cùng với chương trình, xin được giới thiệu chị Quỳnh Hoa. Xin chào bác sĩ, xin chào MC và xin chào quý khán giả. Trước khi bắt đầu với nội dung chương trình ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng theo dõi đoạn phóng sự ngắn sau đây. Là một giáo viên dạy văn, ngoài những giờ soạn bài, những tiết học vui vẻ cùng đám học trò nhỏ, thì niềm đam mê ngoài giờ học của chị Quỳnh Hoa chính là ngồi hàng giờ để viết sách online. Nhưng có lẽ việc ngồi hàng giờ như thế đã khiến đôi chân chị yếu dần đi và kết quả là căn bệnh suy giãn tĩnh mạch làm chị đau đớn, mất ngủ đêm ngày. Thời gian đầu khi ngồi soạn bài là chân tôi bị tê, cảm thấy giống như là bị sưng lên. Đi giày dép thì chật hơn bình thường, nhưng mà ngủ một buổi đêm tới sáng dậy thì lại hết nên tôi cũng không có để ý cho lắm. Dần dần chân sưng ngày càng nhiều hơn, muốn mút mít giống như là nải chuối á. Nhiều lúc tôi sờ vào nó còn lõm xuống, mà còn tê bì, nặng mỏi. Đi lại mà có cảm giác giống như là bị đá đeo ở chân á, rất là đau nhức và khó chịu. Đêm ngủ chuột rút đến mấy lần, tưởng là thiếu canxi á, nên tôi đã mua về uống hoài mà cũng không có đỡ. Sau rồi không chịu nổi vì đau nữa, tôi mới đi khám. Thì hóa ra là bị suy giãn tĩnh mạch ở chân. Mấy cái đường gân xanh lè nổi ở chân á, hồi đầu tôi cứ nghĩ là do sinh nở lâu ngày nên bị. Nhưng mà thực ra lại là bị suy giãn tĩnh mạch rồi á. Từ ngày biết mình bị bệnh, tôi lo lắng lắm. Ngày đêm không ăn ngon, ngủ không yên được. Vì nghe nói cái bệnh này á, nếu không cẩn thận là sẽ bị biến chứng huyết khối nè, tai biến và tắc mạch phổi. Nhân vật tiếp theo mà chúng tôi có dịp gặp gỡ là chị Vũ Thị Sớm, một người con của quê lúa Thái Bình. Chồng mất sớm, chị một thân một mình nuôi con. Bao mệt mỏi, vất vả trong cuộc đời, có lẽ chị đều đã trải qua. Lúc nào chị cũng tự động viên mình phải kiên cường và mạnh mẽ để vừa làm tốt vai trò của người mẹ, vừa làm tốt vai trò của một người cha. Thế nhưng, cuộc đời luôn nghiệt ngã mà chúng ta không thể lường trước được khi bệnh tật bỗng ập tới với chị. Chị nói chung là chị bị bệnh suy giãn tĩnh mạch này, bị từ năm 2019. Chị từ ở bên nước ngoài cơ. Chị sang bên Ả Rập, mà sang chỗ đấy là chị làm công việc nhà của chị là đi giúp việc. Nhưng mà công việc của chị là chỉ đứng nhiều thôi, chủ yếu là đứng. Ngày 17-18 tiếng. Thế là chị đứng nhiều quá nó phá ra bị suy giãn tĩnh mạch đây. Mới bắt đầu thì nó chỉ hơi mỏi chân thôi, tức nhức chân, tê chân đây. Xong bắt đầu nó bị nặng quá, nó bị nặng ra nào bắt đầu nó phù chân. Khó chịu nó mình không đi được. Nó phù nghĩa là nó sưng chân mình nên mình lấy cái tay mình ấn thịt nó lõm vào ấy, mà thả tay ra mãi nó không đầy thịt lên được ấy. Phù từ mắt cá chân này lên đến đầu gối này. Mà tĩnh mạch của chị nó nổi lên vằn vằn nhiều lắm. Nặng nhất là từ bàn chân này lên đến bắp chân lên đến đùi nó vằn kiểu mạng nhện. Nó cứ tím nó nổi đầy lên bàn chân luôn. Đêm ngủ là bị chuột rút. Đêm là một đêm nó phải rút đến tới 3 lần 2 lần ấy. Nó rút có nghĩa là cứ ngồi ôm là không ngủ được luôn ấy. Chị cố gắng chịu đựng, cố hết hợp đồng thì chị làm được hết. Sang năm thứ hai là chị về. Lúc về Việt Nam thì chị ở bên đấy về là chị nói chung là đã về đây nên là chị không đi được nữa rồi. Chỉ có nghĩa là đi được dò từng bước một thì thôi, chứ còn không đi được thật chân nữa. Boniven hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thưa bác sĩ, câu hỏi đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi đó chính là biến chứng huyết khối hình thành như thế nào ở bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch, và có dấu hiệu nào để chúng ta nhận thấy được cái biến chứng này không ạ? Suy giãn tĩnh mạch đó là một cái bệnh lý mãn tính của tĩnh mạch. Thì chúng ta biết là tĩnh mạch đó là một cái hệ thống mà nó giúp đưa máu từ ngoại biên về tim. Thì trong cái tình trạng mà tĩnh mạch bị suy giãn, nghĩa là nó không còn đảm nhận được chức năng đưa máu từ ngoại biên về tim, do đó máu sẽ ứ động lại ở các tĩnh mạch. Thì khi máu ứ động lại các tĩnh mạch thì sẽ gây cho bệnh nhân những cái triệu chứng như là đau, sưng phù, tê chân, chuột rút vân vân. Và ngoài ra thì còn có một cái biến chứng đáng sợ, đó là cái huyết khối của tĩnh mạch. Huyết khối tĩnh mạch thì nó được gồm có hai loại, đó là huyết khối của tĩnh mạch nông và huyết khối của tĩnh mạch sâu. Huyết khối của tĩnh mạch nông tức là những cái giãn tĩnh mạch ở nông ngoài da, thì bệnh nhân sẽ cảm thấy là thứ nhất là ở ngay tại cái vùng cái đường tĩnh mạch mà đã bị huyết khối thì nó sẽ đỏ lên, và bệnh nhân sẽ đau dọc theo cái đường tĩnh mạch có huyết khối, và đặc biệt đau chói ở ngay chỗ cái đoạn mà cái tĩnh mạch nó đang bị tắc nghẽn bởi huyết khối. Tuy nhiên thì huyết khối tĩnh mạch nông thì chúng ta còn dễ nhận biết, nhưng mà huyết khối tĩnh mạch sâu thì rất là khó nhận biết, bởi vì nó không có những cái thể hiện ở bên ngoài ngoại biên. Thì bệnh nhân chỉ có biểu hiện là bệnh nhân cảm giác thấy là cái vùng tĩnh mạch đó bệnh nhân bị đau nhiều hơn, và nó bị cái vùng chân, cái vùng tĩnh mạch đó nó bị sưng phù. Và ngoài ra thì trong một số trường hợp thì cái vùng da của vùng tĩnh mạch đó nó có thể biến đổi màu, nó có thể sậm màu lên, hoặc nó có thể chuyển qua màu xanh tím vân vân. Tuy nhiên với cái huyết khối tĩnh mạch này, dù là nông hay dù là sâu, thì nó cũng đưa đến những cái biến chứng cực kỳ trầm trọng, và người ta sợ nhất đó là các cái cục huyết khối này nó sẽ luân chuyển theo dòng máu, và nó sẽ đến thuyên tắc ở các cái cơ quan quan trọng cho sự sống của cơ thể. Thí dụ nó có thể gây thuyên tắc ở mạch vành, tức là mạch tim, nó gây ra nhồi máu cơ tim, có thể thuyên tắc ở động mạch phổi gây ra nhồi máu phổi. Để chẩn đoán cái suy giãn tĩnh mạch này thì khi bệnh nhân có triệu chứng thì bác sĩ sẽ cho bệnh nhân tiến hành một số cận lâm sàng, thí dụ như là đơn giản nhất là làm siêu âm Doppler mạch máu để phát hiện xem cái tình trạng suy giãn tĩnh mạch có nặng hay là không, có huyết khối hay là không, hoặc là có nghi ngờ thì bác sĩ có thể cho xử cái cận lâm sàng là D-dimer, hoặc là thậm chí có thể có những cận lâm sàng sâu hơn, thí dụ như là CT hoặc MRI vân vân. Cảm ơn bác sĩ. Vậy không biết là có phải tất cả những bệnh nhân mà mắc suy giãn tĩnh mạch chân thì đều gặp cái nguy cơ mắc huyết khối tĩnh mạch hay không ạ? Nói về nguy cơ thì hầu như là tất cả các bệnh nhân mà bị suy giãn tĩnh mạch đều có nguy cơ bị huyết khối cả. Tuy nhiên có một số đối tượng mà chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là những người mà phải ngồi lâu, đặc biệt là những dân văn phòng, hoặc là những người phải đứng lâu, thí dụ như là những người làm các công việc lễ tân, hoặc là đặc biệt là các giáo viên phải đứng giảng, hoặc là những người mà có hút thuốc lá, bởi vì thuốc lá gây ra những cái tổn thương mạch máu rất là trầm trọng và cái nguy cơ thuyên tắc tĩnh mạch rất là cao. Bên cạnh đó thì những bệnh nhân béo phì nè, những bệnh nhân béo phì thì mạch máu người ta dễ bị xơ vữa. Đặc biệt là có một cái đối tượng rất là quan trọng, đó là những phụ nữ đang sử dụng cái thuốc tránh thai, hoặc là đang sử dụng liệu pháp hormone thay thế, thì cái do tác dụng phụ của các cái hormone này nó đưa đến cái tác dụng phụ là rất là dễ máu dễ bị đông. Bên cạnh đó thì có thể là các bệnh nhân mắc các bệnh lý về tim mạch, hoặc là các bệnh nhân có các bệnh lý về rối loạn đông máu. Và ngoài ra thì bệnh nhân có thể là có một số bệnh nhân sử dụng một số loại thuốc, thí dụ như các loại thuốc điều trị ung thư chẳng hạn, và những cái loại thuốc này có cái tác dụng phụ là gây rối loạn đông máu. Thưa bác sĩ, vậy là chúng ta biết được cái mức độ nguy hiểm của biến chứng huyết khối tĩnh mạch đối với bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch rồi. Vậy có giải pháp nào để giúp kiểm soát được bệnh hiệu quả cũng như phòng ngừa cái biến chứng nguy hiểm này hay không ạ? Ngay cả khi chưa có suy giãn tĩnh mạch thì chúng ta cũng nên có những cái biện pháp phòng ngừa suy giãn tĩnh mạch. Đó là thứ nhất là chúng ta không nên giữ một tư thế quá lâu, ngồi quá lâu hoặc đứng quá lâu, mà chúng ta nên thay đổi tư thế. Hoặc là nếu trong những trường hợp mà chúng ta do công việc bắt buộc phải ngồi quá lâu thì chúng ta nên có những cái phút thư giãn, 1 phút hoặc 2 phút cũng được, cử động bàn chân, cử động chân của mình để giúp cho cái lưu thông máu huyết ở vùng chân dưới của chúng ta được tốt hơn. Thứ hai là khi mà chúng ta ngoài giờ làm việc thì chúng ta nên tăng cường những cái hoạt động thể dục thể thao. Bơi lội đó là một cái môn thể thao cực kỳ tốt cho các bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch, bởi vì nó sẽ giúp lưu thông máu về tim rất là tốt, và đồng thời là nó cũng giúp cho tăng cường sức khỏe cơ thể mà. Và ngoài ra về chế độ ăn uống thì bệnh nhân nên có một chế độ ăn uống lành mạnh. Thứ nhất là ăn nhiều rau xanh, ăn nhiều trái cây tươi và ăn nhiều thực phẩm có giàu chất xơ. Thứ hai là uống nhiều nước, có thể là 1 cho đến 2 lít một ngày. Chúng ta nên tránh sử dụng các cái chất kích thích như là rượu hoặc là thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá. Đặc biệt là các bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch nên cố gắng kiểm soát cân nặng, đừng có để cho cân nặng mình tăng dẫn đến thừa cân cân hoặc là béo phì, thì bệnh nhân cũng có thể sử dụng thêm các cái biện pháp thảo dược. Thứ nhất là nó hỗ trợ rất là tốt trong cái việc giúp cho phục hồi lại cái tĩnh mạch và giúp đưa máu từ ngoại biên theo tĩnh mạch về tim. Và ngoài ra thì nó sẽ giúp cải thiện được tình trạng suy giãn tĩnh mạch, và như vậy thì nó cũng ngăn ngừa cái biến chứng huyết khối tĩnh mạch. Thưa bác sĩ, là vừa rồi thì tôi có nghe bác sĩ chia sẻ về việc là sử dụng các loại thảo dược trong việc là hỗ trợ điều trị bệnh suy giãn tĩnh mạch. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn các loại thảo dược này là gì được không ạ? Các thảo dược mà hỗ trợ trong cái việc điều trị suy giãn tĩnh mạch thì chúng ta có rất là nhiều. Nổi bật hết chất thì chúng ta có thể kể một số loại thảo dược. Thứ nhất là hạt dẻ ngựa. Thì trong hạt dẻ ngựa thì đã có cái hoạt chất tên là Esin, thì đã có rất là nhiều công trình nghiên cứu về hạt dẻ ngựa này. Trong một công trình nghiên cứu trên 10.725 bệnh nhân được sử dụng hạt dẻ ngựa trong 6 tuần, thì người ta đã đạt được một cái kết quả rất là đáng kinh ngạc, tức là 84% bệnh nhân hết đau chân, 91% bệnh nhân giảm bớt tình trạng sưng phù, 85% bệnh nhân giảm được cái tình trạng là nặng chân, mỏi chân. Và ngoài ra công trình nghiên cứu về hạt dẻ ngựa sử dụng liệu trình 12 tuần trên các bệnh nhân, thì người ta thấy rằng tác dụng của nó tương đương với biện pháp mang giới ép trên các bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch. Một loại dược liệu thứ hai mà chúng ta sẽ rất là thiếu sót nếu không kể đến đó là rutin. Rutin này nó có từ hoa hòe. Trong cái rutin nó có cái vitamin B, BB, thì cái vitamin này rất là quan trọng. Nó tăng cường cái độ bền của thành mạch, chống cái sự vỡ mạch máu, đặc biệt là mau mạch. Và những cái bệnh nhân mà thiếu vitamin B từ rutin thì cái mạch máu rất là dễ vỡ. Và ngoài ra thì cũng có một cái loại hoạt chất khác, đó là diosmin, hesperidin. Đây là hai loại hoạt chất mà chiết xuất từ các cái trái cây mà có họ cam quýt. Thì diosmin và hesperidin nó làm tăng cường cái trương lực của thành tĩnh mạch, giúp cho cái tình trạng đẩy máu từ ngoại biên qua cái đường tĩnh mạch về tim được dễ dàng hơn, do đó cải thiện được tình trạng suy giãn tĩnh mạch và do đó cũng ngăn ngừa được cái tình trạng huyết khối tĩnh mạch. Và bên cạnh đó thì chúng ta có lý chua đen, có hạt nho và có vỏ thông. Thì đây là các loại dược liệu mà có tính chống oxy hóa rất là cao. Cái hàm lượng vitamin E và vitamin C ở trong các loại hoạt chất này cao gấp 20 lần hoặc là thậm chí 50 lần các loại thảo dược, các loại cam quýt. Nó sẽ ngăn ngừa các cái gốc tự do, bảo vệ được thành mạch được vững vàng. Và một cái loại thảo dược khác kế tiếp mà chúng ta cũng phải kể đến đó là cây chổi đậu. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về cây chổi đậu, đặc biệt là ở Đức, thì đã chứng minh rằng cây chổi đậu nó có tác dụng là tăng cường cái sức bền thành mạch, tăng cường cái trương lực của thành mạch, bởi vì nó tiết ra các cái enzyme mà kích thích cơ thể tiết ra các cái chất mà đã giúp cho co mạch. Và ngoài ra đã có một công trình nghiên cứu về cây chổi đậu ở trường đại học Washington, thì người ta nhận thấy rằng trên 124 bệnh nhân được sử dụng cây chổi đậu trong vòng 12 tuần. Sau đó thì bệnh nhân đã được cải thiện rất là rõ rệt các cái triệu chứng như nặng chân, phù chân, tê phù, vân vân. Và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ rất là thiếu sót nếu không kể đến bạch quả. Và bạch quả về mặt đông y nó có tác dụng hoạt huyết, tức là nó có tác dụng là chống cái tình trạng ứ trệ huyết và gây ra huyết khối. Thì các cái thảo dược này khi mà kết hợp lại với nhau thì sẽ mang đến một cái hiệu quả. Thứ nhất là cải thiện sức bền thành mạch, tăng trương lực của thành mạch, và nó hàn gắn lại các cái mạch máu bị tổn thương, và nó tăng cái trương lực của thành mạch, nó giúp cho đưa máu từ ngoại biên về tim dễ dàng hơn, và nó có tác dụng hoạt huyết, tức là nó ngăn ngừa cái biến chứng huyết khối tĩnh mạch. Cảm ơn bác sĩ về một cái giải pháp vừa an toàn, hiệu quả mà lại không có tác dụng phụ nữa. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo thì mời quý vị sẽ cùng theo dõi một clip ngắn sau đây. Hẹn con ra đây tập thể dục với má mà sao tự nhiên ngồi thẫn thờ vậy? Dễ mệt mỏi vậy? Thì cũng tập thể dục nè. Mà sao dễ ưu tư suy buồn vậy má? Rồi. Nhìn cái nét mặt này chắc là bị ba hành hạ nữa rồi. Ba nhậu sai rồi xong mà mắt má là phải dọn dẹp rồi đúng không? Để chuyện này con phải nói với ba rõ ràng, chứ không thể nào để ba cứ ngày nào cũng nhậu hết rồi xong bắt má dọn dẹp. Má lớn tuổi rồi, có thể lâu lâu một lần thôi chứ ngày nào cũng nhậu đâu có được. Hay quá ha. Ừ, đi nói với ổng vậy đi cho ổng chửi. Đâu phải tại ổng đâu. Chứ chuyện gì mà sao? Chân má đau. Chân má đau hả? Biết sao, má bị suy giãn tĩnh mạch. Trời ơi, dưới đây nè. Trời ơi, nó, những cái đường gân nó li ti nè. Còn trên đây thì nè, xấu hổ lắm. Nhiều khi nó như cái cọng rau muống vậy đó. Bởi vậy là mình đau nhất. Tối ngủ nó đau quá trời đau, rồi nhiều khi bị chuột rút nữa. Thì đi khám bác sĩ mới biết là mình bị suy giãn tĩnh mạch. Hồi nào giờ á, má nghe người ta nói là mà bị chuột rút này đó là mình thiếu canxi, nhưng mà không phải đâu con, là do cái bệnh suy giãn tĩnh mạch nó làm ra đó. Không được, được rồi. Cái này rất là nguy hiểm, không thể nào mà suy nghĩ đơn giản giống như má nào đâu. Mình phải cẩn thận chứ để lâu dài má biết hả, bị là huyết khối nè, bị tai biến nè, có tắc nghẽn phổi luôn. Trời ơi, bệnh này nguy hiểm lắm. Thì má biết, bởi vậy má mới mua thuốc má uống. Thì mới đầu mua thì nó cũng uống thì nó cũng giảm, nó đỡ như làm như lần thuốc ấy, nó cũng vậy y như cũ à. Má yên tâm cái chuyện này đi, vì cái chuyện này á con có nghe sơ qua, vì mẹ của bạn con cũng bị suy giãn tĩnh mạch giống như má vậy đó. Mà từ khi sử dụng cái giải pháp thảo dược rất là hiệu quả cho cái bệnh suy giãn tĩnh mạch, tại vì trong đó nó có các thành phần như là hạt dẻ ngựa nè, rồi rutin nè, diosmin nè, rồi hesperidin nè, lý chu đen, vỏ thông, hạt nho, không làm cho má phải đau nhức nữa. Thiệt vậy hả con? Dạ đúng rồi. Má còn biết không, nếu mà mình sử dụng lâu dài nó làm cho mình tăng sức đề kháng nè, tăng sức khỏe nè, không bị tai biến rồi không bị đột quỵ. Má thấy ghê không? Hay quá, vậy phải đi liền cho má. Dạ rồi, dạ rồi, để con đi ra hiệu thuốc mua liền. Thưa bác sĩ, trong chương trình thì chúng ta có một vị khách mời, đó chính là chị Quỳnh Hoa. Thì được biết là chị Quỳnh Hoa là một bệnh nhân của bệnh suy giãn tĩnh mạch cũng trong một thời gian khá là lâu rồi. Thì ngày hôm nay chị có thể chia sẻ về tình trạng bệnh của mình được không ạ? Trước đây là tôi đã bị bệnh này rất là lâu rồi. Và cái biểu hiện đầu tiên đó là mình bị hơi sưng nhẹ ở cái bàn chân. Và mình nhận biết được bằng cách là xi xỏ giày dép vào thì nó hơi chật á. Và từ từ á, mình không có để ý lắm, tại vì ngủ một đêm sáng dậy thì nó hết. Và từ từ thì bắt đầu cái bàn chân của mình nó bắt đầu sưng lan lên từ cái mắt cá chân xuống cho tới ngón chân luôn á. Biểu hiện rằng là khi mình ấn ngón tay vào thì nó lõm hẳn xuống luôn. Đó, và tiếp theo là các cái triệu chứng như là đau nhức, tê bì và nặng mỏi. Mà mình đi bộ nó rất là khó khăn. Và từ từ đó thì là mình leo cầu thang nó rất là khó nhọc, tức là mình leo được một tầng lầu thôi là không leo nổi nữa. Từ cái cổ chân cho xuống tới mắt cá chân á, thì là nó nổi lên những cái tĩnh mạch li ti á, có cái thì nó giống như là gân hình mạng á, mạng nhện á, rồi có cái to hơn thì nó giống như cọng rau muống á. Thì hồi đầu nhìn nó rất là sợ luôn á. Thì tôi mới đi khám và bác sĩ mới cho biết rằng là mình đã bị suy giãn tĩnh mạch rồi. Thì trước đây á, bác sĩ mới nói chuột rút này là cũng là một cái bệnh lý của cái việc suy giãn tĩnh mạch, chứ không phải là bị thiếu canxi như hồi đó giờ mình lầm tưởng. Và sau khi đi tư vấn với bác sĩ thì mình mới biết được rằng cái bệnh này nó rất là nguy hiểm. Và nếu như mà không cẩn thận thì nó sẽ có những cái biến chứng giống như là huyết khối nè, tắc phổi. Cho nên là tôi rất là lo sợ về cái chuyện này. Sau khi mà Quyên lắng nghe cái câu chuyện của chị Quỳnh Hoa thì Quyên cảm nhận được cái sự đau đớn cũng như những khó khăn chị đã trải qua. Thì không biết bây giờ tình trạng sức khỏe của mình như thế nào rồi ạ? Hiện tại thì tình trạng sức khỏe của tôi nó rất là bình thường rồi. Tay chân nó đã không còn tê bì và đau nhức như trước nữa. Tất cả là nhờ là tôi đã sử dụng cái giải pháp đến từ thiên nhiên rất là hiệu quả cho bệnh suy giãn tĩnh mạch. Có chứa hạt dẻ ngựa nè, rutin nè, diosmin, hesperidin, lý chua đen, cũng như là vỏ thông và bạch quả. Sau khi sử dụng sản phẩm thời gian đầu thì các cái triệu chứng nó cũng giảm dần đi. Ví dụ như là đỡ tê chân nè, đỡ tê bì nè, và nó đỡ nhức mỏi hơn. Và chuột rút nó cũng còn nhưng mà nó ít hơn và nó không còn đau nhức kinh khủng như hồi xưa nữa. Và sử dụng thêm một thời gian nữa thì bắt đầu các cái triệu chứng nó giảm. Ngoài ra nữa thì là các cái triệu chứng giống như là nặng mỏi nè, tê bì nè, và đau nhức là nó giảm. Và bây giờ mình cảm thấy rất là thoải mái khi là vận động và đi lại. Ban đêm thì là tôi không có bị chuột rút nữa và tôi có thể ngủ ngon giấc cả đêm luôn. Tôi rất là an tâm khi sử dụng cái liệu pháp này lâu dài và tôi sẽ sử dụng tiếp để duy trì cái hiệu quả của nó, cũng giống như là đề phòng các cái biến chứng xảy ra đó, bởi vì cái liệu pháp này nó rất là an toàn từ thiên nhiên. Chúc mừng chị Quỳnh Hoa. Thưa bác sĩ, lúc nãy thì trong chương trình bác sĩ có nhắc đến một giải pháp từ các loại thảo dược, thì chị Quỳnh Hoa có chia sẻ cũng sử dụng một loại giải pháp kết hợp từ các loại thảo dược đó mà mang lại một cái hiệu quả rất là rõ rệt như vậy. Thì chắc chắn là có nhiều quý vị khán giả cũng đang muốn tìm hiểu thêm về giải pháp này. Bác sĩ có thể chia sẻ một tí xíu được không ạ? Giải pháp thảo dược là chúng ta có Esin từ hạt dẻ ngựa, rutin từ hoài hoa, diosmin và hesperidin, lý chua đen, hạt nho, vỏ thông, cây chổi đậu và bạch quả. Thì các cái thảo dược này khi mà chúng ta kết hợp lại với nhau thì nó sẽ mang đến một hiệu quả. Thứ nhất là nó cải thiện được cái độ bền thành mạch, tăng cái trượng lực thành mạch và nó hàn gắn, nó phục hồi lại các cái thành mạch đã bị tổn thương. Và ngoài ra thì nó sẽ tăng cái trương lực thành mạch, cho nên nó sẽ tăng cường đưa máu từ ngoại biên về tim được dễ dàng hơn, tránh cái tình trạng mà ứ đọng máu ở ngoại biên. Và ngoài ra cái tác dụng hoạt huyết của bạch quả cũng giúp phòng ngừa cái biến chứng huyết khối tĩnh mạch. Và khi mà chúng ta có các giải pháp thảo dược này với nhau thì sẽ giúp cho bệnh nhân cải thiện được các cái triệu chứng của tình trạng suy giãn tĩnh mạch như là nặng chân, phù chân, đau chân, hoặc là chuột rút, hoặc là tê bì. Và ngoài ra thì các cái tĩnh mạch ở ngoại biên thì nó cũng sẽ dần dần nó co nhỏ lại, và nó cải thiện được cái tình trạng những cái màu da mà đã bị biến đổi ở bên ngoài do cái suy giãn tĩnh mạch nó gây ra. Sản phẩm có cái công nghệ chế biến nano, tức là công nghệ chế biến chiết xuất ra các cái hoạt chất dưới dạng tinh thể nhỏ nhất và đưa vào cơ thể để được hấp thu trọn vẹn và loại trừ các tạp chất không cần thiết để ngăn ngừa các cái tác dụng phụ không mong muốn. Sản phẩm được sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP của FDA và của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Và thưa bác sĩ, em có một câu hỏi và muốn hỏi thêm là trước đây là tôi có bị trĩ, tức là sau khi sử dụng đều cái giải pháp này xong thì mình cảm thấy rằng là tự nhiên cái bệnh trĩ của mình nó giảm. Và nó biến mất hẳn luôn, nó không còn bị lòi ra như hồi trước kia nữa, mà nó không có, tức là khi mình đi nó không bị đau, không bị chảy máu nữa, thì rất là ngạc nhiên và xin bác sĩ lý giải dùm ạ. Tình trạng suy giãn tĩnh mạch đó là một cái từ ngữ chung để chỉ cái tình trạng là tĩnh mạch không còn giữ được cái chức năng là đưa máu về tim nữa. Thì suy giãn tĩnh mạch ở đâu thì chúng ta sẽ có cái biểu hiện ở đó. Thí dụ như là suy giãn tĩnh mạch ở chân thì sẽ đưa đến nặng chân, phù chân, tê bì, chuột rút, v.v. Còn suy giãn tĩnh mạch hậu môn trực tràng thì bệnh nhân sẽ bị trĩ. Về bản chất nó cũng chỉ là một tình trạng suy giãn tĩnh mạch. Vì vậy cho nên giải pháp thảo dược mà khi chúng ta dùng uống trong thì nó sẽ giải quyết hết các cái suy giãn tĩnh mạch ở trong cơ thể, tức là ở cả chân và ở cả hậu môn trực tràng, tức là giải quyết luôn cái tình trạng bị trĩ. Và cũng nói thêm là cái tình trạng mà huyết khối ở trĩ cũng là một cái biến chứng rất là đáng sợ, và giải quyết của nó cũng rất là khó khăn. Vì vậy cho nên thì khi mà chị đã giải quyết dùng các giải pháp thảo dược để giải quyết được cái tình trạng suy giãn tĩnh mạch chân, ngăn ngừa được cái yếu tố huyết khối tĩnh mạch, chúng ta điều trị được trĩ, như vậy là chúng ta cũng ngăn ngừa được cái biến chứng thuyên tắc mạch máu ở trĩ, cũng là một cái biến chứng rất là đáng sợ của tình trạng suy giãn tĩnh mạch hậu môn trực tràng. Thưa bác sĩ, có rất nhiều những lời tâm sự cũng như là những câu hỏi từ quý vị khán giả gửi về cho chương trình. Đầu tiên là một câu hỏi đến từ cô Tạ Diệu Quyên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thưa bác sĩ, gần đây tôi bắt đầu thấy các triệu chứng đau nhức, tê bì, chuột rút chân, nhưng chưa thấy có xuất hiện các đường gân xanh nổi dưới chân. Bác sĩ cho tôi hỏi, liệu có phải tôi đã bị suy giãn tĩnh mạch không? Và tôi có thể sử dụng sản phẩm thảo dược chứa hạt dẻ ngựa, rutin, bạch quả không? Cảm ơn khán giả đã gửi câu hỏi đến kết nối với chương trình. Với các triệu chứng như là nặng chân, tê chân, phù chân thì đó là một cái triệu chứng của một tình trạng suy giãn tĩnh mạch. Tuy nhiên để có một chẩn đoán chính xác thì khán giả nên đến bệnh viện để được bác sĩ thăm khám và tiến hành các cận lâm sàng cần thiết. Đơn giản nhất và chẩn đoán dễ xác định nhất đó là chúng ta làm một cái siêu âm Doppler mạch máu, để qua đó thì có thể xác định được là chúng ta có tình trạng suy giãn tĩnh mạch hay là không. Suy giãn tĩnh mạch này nó nằm ở cái hệ thống tĩnh mạch nông hay là nằm ở hệ thống tĩnh mạch sâu, và mức độ suy giãn nó tới mức độ nào rồi, và đặc biệt là nó đã có cái huyết khối ở trong lòng tĩnh mạch hay chưa, để từ đó thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp điều trị và phòng ngừa thích hợp. Thì giải pháp thảo dược như vừa giới thiệu đó là một cái giải pháp thảo dược đã có những cái công trình nghiên cứu chứng minh hiệu quả của các thảo dược này, và đồng thời nó rất là an toàn, khán giả có thể yên tâm sử dụng và chúng ta có thể sử dụng một thời gian dài. Bên cạnh đó thì khán giả cũng xin lưu ý đến chế độ ăn và chế độ tập luyện, như tôi đã chia sẻ, điều này cũng rất là quan trọng trong cái việc quyết định hiệu quả điều trị cái chứng suy giãn tĩnh mạch của mình. Thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo đến từ cô Nguyễn Phương Thảo, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác sĩ, tôi bị suy giãn tĩnh mạch chân đã tiến hành phẫu thuật. Liệu bệnh của tôi có tái phát hay không ạ? cảm ơn khán giả đã gửi câu hỏi đến chương trình. Thì đây là một câu hỏi rất là hay và đa số các bệnh nhân đều có thắc mắc này. Suy giãn tĩnh mạch chân mà nông á, và nếu mà cái tĩnh mạch này nó nổi rất là nhiều, rất là ngoằn ngoèo và các tĩnh mạch này nó không còn đảm nhiệm chức năng được nữa, thì để tránh cái tình trạng huyết khối tĩnh mạch thì các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật để lấy những cái đoạn tĩnh mạch không còn chức năng này ra khỏi. Tuy nhiên chỉ là một cái đối phó tình thế, tức là lấy những cái tĩnh mạch không còn chức năng ra khỏi cơ thể, nhưng mà những cái đoạn tĩnh mạch còn lại nếu mà chúng ta không có điều trị thì nó sẽ tiếp tục giãn và nó sẽ tiếp tục mất chức năng. Vì vậy cho nên điều trị cái suy giãn tĩnh mạch này là một cái điều trị toàn diện. Phẫu thuật chỉ là cái yếu tố cuối cùng khi mà cái chúng ta không có điều trị để đến tình trạng suy giãn tĩnh mạch nó quá nặng, để giúp cho các cái tĩnh mạch còn lại nó được cải thiện và nó không có suy giãn thêm nữa. Thì khán giả nên chú ý, thứ nhất là như đã chia sẻ, ngồi lâu, hạn chế đứng lâu. Thứ hai là lưu ý đến chế độ ăn uống lành mạnh. Và thứ ba là nên tìm đến cái giải pháp thảo dược, bởi vì giải pháp thảo dược này mà nhiều công trình nghiên cứu chứng minh. Và thứ hai, nó rất là an toàn, chúng ta có thể sử dụng một thời gian dài và nó không hề gây biến chứng gì, cũng như là nó không có đối kháng với các cái thuốc khác mà các quý vị khán giả có thể là đang sử dụng. Sau một thời gian gặp lại chị Quỳnh Hoa, vẫn là dáng vẻ quen thuộc của chị bên chiếc máy tính, nhưng gương mặt chị không còn đau đớn, mệt mỏi nữa, mà là gương mặt của một người chú tâm hết mình vào công việc. Có được niềm vui, niềm hạnh phúc này là nhờ sức khỏe chị đã trở lại. Có được cuộc sống vui vẻ như hiện tại là nhờ sử dụng giải pháp từ thảo dược rất là hiệu quả cho việc suy giãn tĩnh mạch. Thành phần của nó là có chứa hạt dẻ ngựa, rutin, diosmin và hesperidin, lý chua đen, hạt nho, vỏ thông và bạch quả. Tôi sử dụng chỉ trong một thời gian thôi là thấy chân mình đã có đỡ hơn rất là nhiều, chân rút đi bớt sưng, xẹp dần và đỡ đau nhức, tê bì, đi lại nhẹ nhàng hẳn luôn. Chuột rút thì vẫn bị nhưng mà ít hơn và không đau kinh khủng như trước đây nữa. Mừng quá cho nên tôi kiên trì sử dụng thêm, không còn các cái triệu chứng khó chịu của bệnh trước kia như là sưng chân, chuột rút, tê bì nữa. Tôi xỏ được giày, dép, thậm chí đi được cả giày cao gót luôn, leo cầu thang, đi thể dục. Chẳng khác nào trước kia luôn ấy. Bây giờ thì tôi có ngồi hàng giờ dạy học hay viết sách cũng được. Nên tôi mừng lắm luôn ấy. Bất ngờ nhất là những tĩnh mạch nổi ở chân đã mờ đi, xẹp hẳn và chìm vào trong da luôn á. Trước kia chân xấu xí ấy, tôi rất là mặc cảm khi mặc váy. Bây giờ thì vô tư luôn. Hiện tại tôi vẫn đang dùng đều đặn vì biết bệnh này biến chứng nhiều nguy hiểm. Dùng để phòng ngừa, với lại nó cũng an toàn bởi vì nó toàn là thảo dược, cho nên tôi không lo ảnh hưởng gì hết á. Từ ngày mắc suy giãn tĩnh mạch, lòng chị Sớm luôn canh cánh một nỗi sợ. Sợ mình phải nằm liệt giường thì con chị không biết sẽ thế nào. Nhưng cuộc đời luôn có những bất ngờ. Cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác lại mở ra khi chị Sớm gặp được giải pháp của cuộc đời mình. Đi lại rất thấy thoải mái mà nhẹ nhõm dễ chịu. Còn trước kia đi lại thì nói chung là rất khó khăn chứ không dễ gì. Chị tưởng là chị liệt, chị không đi được luôn á. Thậm chí mình lao động nặng mình cũng không lao được nặng được, mà mình xách nặng mình cũng không xách được đâu. Vậy cho nên nó rất ảnh hưởng đến cuộc sống của mình hàng ngày rất nhiều đấy chứ không phải không đâu em ạ. Nhưng mà sau may cũng có cái em nó giới thiệu cho cái này là dùng từ đấy giờ rất là yên tâm. Bớt hẳn chuột rút đi, bớt về số cơn ấy. Như đến hiện tại giờ nó không còn chuột rút gì nữa. Hết được cái sưng phù chân, cái tĩnh mạch thì nó nhỏ, nó mờ dần đi. Còn những cái nhỏ thì giờ nó mất hẳn rồi, còn những cái to thì dần dần nó mờ dần đi. Mà khi dùng sản phẩm là mình yên tâm, mình không sợ nó phá ra cái bệnh gì nữa. Nói chung là giờ thấy ăn ngon, tối thì ngủ cũng ngon thôi, không còn suy nghĩ gì về cái bệnh đau của mình nữa. Và đến bây giờ thì cân đã trở lại được bình thường rồi. Xin được cảm ơn bác sĩ. Hy vọng qua những chia sẻ của bác sĩ ngày hôm nay sẽ giúp quý vị có thêm những thông tin hữu ích, những giải pháp để chúng ta có thể hỗ trợ điều trị hiệu quả bệnh suy giãn tĩnh mạch cũng như là phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm. Và đến thời điểm hiện tại thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Quy xin được cảm ơn bác sĩ, cảm ơn vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Và bây giờ nếu chúng ta còn những thắc mắc thì quý vị có thể liên hệ ngay với số hotline của chúng tôi đang hiển thị trên màn hình. Và chương trình cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Boniven của công ty trách nhiệm hữu hạn Botania đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Boniven hân hạnh đồng hành cùng chương trình.